Chào mừng các bạn đến với kênh của chúng tôi. Hôm nay Thành rất vui khi được trò chuyện cùng các bạn về một chủ đề cực kỳ quan trọng: sức khỏe cho bộ não. Bộ não của chúng ta giống như một vị chỉ huy tài ba, điều khiển mọi suy nghĩ, cảm xúc và hành động của chúng ta. Vậy nên trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 7 thói quen xấu có thể âm thầm gây hại cho bộ não, từ đó học cách điều chỉnh lối sống để bảo vệ vị chỉ huy này một cách tốt nhất. Thói quen xấu đầu tiên chính là thiếu ngủ. Bạn có bao giờ cảm thấy mệt mỏi, uể oải, khó tập trung sau một đêm thực trạng để làm việc, học tập hay đơn giản chỉ là cày phim? Đó chính là lúc bộ não của bạn đang kêu cứu đấy. Khi bạn thiếu ngủ, bộ não không có đủ thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi sau một ngày dài hoạt động. Nếu tình trạng này kéo dài, bộ não của bạn có thể bị suy giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung, tư duy kém linh hoạt, thậm chí là dễ bị trầm cảm và lo âu. Vậy nên, hãy lắng nghe cơ thể mình và đảm bảo bạn ngủ đủ giấc mỗi ngày nhé. Một giấc ngủ ngon và đủ giấc chính là liều thuốc bổ tốt nhất cho bộ não của bạn đấy. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều yêu thích những món ăn ngọt ngào, phải không nào? Nhưng bạn có biết ẩn sau vị ngọt hấp dẫn đó lại là những cái nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe não bộ của chúng ta? Khi bạn tiêu thụ quá nhiều đường, lượng đường trong máu tăng cao đột ngột, gây ra tình trạng bão đường, khiến não bộ bị quá tải và hoạt động kém hiệu quả. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng những người có chế độ ăn nhiều đường có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, một dạng bệnh mất trí nhớ, cao hơn hẳn so với người bình thường. Hãy là một người tiêu dùng thông minh, kiểm soát lượng đường trong chế độ ăn hàng ngày để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình bạn nhé. Bạn có biết, không chỉ cơ thể cần vận động mà bộ não của chúng ta cũng cần được tập thể dục thường xuyên. Não bộ, giống như bất kỳ cơ bắp nào trong cơ thể, cần được kích thích và rèn luyện để duy trì sự sắc bén và hiệu quả. Khi chúng ta không vận động, não bộ cũng trở nên lười biếng và kém linh hoạt. Ngồi lì một chỗ, ít vận động chính là thói quen xấu thứ ba, có thể gây hại cho não bộ. Thói quen này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn làm giảm khả năng tư duy và sáng tạo của chúng ta. Điều này khiến cơ thể trì trệ, máu huyết lưu thông kém, ảnh hưởng đến việc cung cấp oxy và dưỡng chất cho não bộ, khiến não bộ hoạt động kém hiệu quả. Khi máu không lưu thông tốt, não bộ không nhận đủ oxy và dưỡng chất cần thiết để hoạt động tối ưu. Việc thiếu oxy và dưỡng chất không chỉ làm giảm hiệu suất làm việc của não bộ mà còn có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như suy giảm trí nhớ, khó tập trung và thậm chí là các bệnh lý về não bộ. Khi não bộ không hoạt động hiệu quả, chúng ta dễ dàng cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng và mất động lực. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và công việc hàng ngày của chúng ta. Vận động thể chất chính là liều thuốc thần kỳ, giúp cải thiện sức khỏe não bộ một cách toàn diện. Khi bạn vận động, cơ thể sẽ sản sinh ra endorphin, một cái loại hormone có tác dụng giảm đau, tạo cảm giác hưng phấn, sảng khoái, giúp tinh thần minh mẫn, giảm căng thẳng, mệt mỏi. Endorphin không chỉ giúp giảm đau mà còn tạo ra cảm giác hạnh phúc và thoải mái, giúp chúng ta cảm thấy yêu đời và tràn đầy năng lượng. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tinh thần và cảm xúc. Khi bạn cảm thấy hạnh phúc và thoải mái, não bộ sẽ hoạt động hiệu quả hơn, giúp bạn tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và chính xác. Ngoài ra, vận động còn giúp cải thiện giấc ngủ, giúp bạn ngủ sâu và ngon hơn. Giấc ngủ chất lượng là yếu tố quan trọng giúp não bộ phục hồi và tái tạo năng lượng sau một ngày dài làm việc. Nghiên cứu đã chứng minh những người thường xuyên vận động có trí nhớ tốt hơn, khả năng tập trung cao hơn và ít có nguy cơ mắc các bệnh lý về não bộ. Vận động không chỉ giúp cải thiện sức khỏe thể chất mà còn là chìa khóa để duy trì sức khỏe não bộ lâu dài. Khi bạn duy trì thói quen vận động đều đặn, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong cả cơ thể và tâm trí. Bạn sẽ thấy mình trở nên năng động hơn, sáng tạo hơn và có khả năng đối mặt với các thử thách trong cuộc sống một cách tự tin hơn. Hãy đứng dậy và vận động ngay hôm nay. Chỉ cần 30 phút mỗi ngày cho các hoạt động thể chất như đi bộ, chạy bộ, yoga, bơi lội là bạn đã có thể cải thiện sức khỏe não bộ và cơ thể một cách toàn diện. Đừng để sự lười biếng làm trì trệ não bộ của bạn. Hãy bắt đầu từ những cái bước nhỏ như đi bộ quanh nhà, leo cầu thang thay vì dùng thang máy, hoặc tham gia các cái lớp học thể dục.
mỗi bước đi đều là một cái bước tiến đến một cái cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Hãy nhớ rằng sức khỏe não bộ là nền tảng cho mọi hoạt động và thành công trong cuộc sống. Đầu tư vào việc vận động không chỉ là đầu tư cho cơ thể mà còn là đầu tư cho tương lai của chính bạn. Thói quen xấu thứ tư chính là căng thẳng kéo dài. Căng thẳng không chỉ là một cảm giác tạm thời mà chúng ta có thể bỏ qua. Nó có thể trở thành một vấn đề nghiêm trọng nếu không được quản lý đúng cách. Cuộc sống hiện đại với guồng quay bận rộn khiến chúng ta phải đối mặt với nhiều áp lực, căng thẳng. Từ công việc, học tập đến các mối quan hệ xã hội, tất cả đều có thể là nguồn gốc của căng thẳng. Chúng ta thường xuyên phải chạy đua với thời gian, cố gắng hoàn thành mọi thứ trong một ngày ngắn ngủi. Khi bạn căng thẳng, cơ thể sẽ sản sinh ra hormone cortisol, một loại hormone gây căng thẳng. Cortisol giúp cơ thể phản ứng nhanh chóng trong các tình huống nguy hiểm. Nhưng khi mức độ cortisol quá cao và kéo dài, nó sẽ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, nếu cortisol được sản sinh quá mức và kéo dài, sẽ gây ra nhiều tác động tiêu cực đến sức khỏe, đặc biệt là não bộ. Cortisol có thể làm giảm khối lượng não, ảnh hưởng đến các vùng não liên quan đến trí nhớ và học tập. Căng thẳng kinh niên khiến các tế bào não bị tổn thương, suy giảm chức năng dẫn truyền thần kinh, làm giảm khả năng ghi nhớ, học tập và tư duy. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề như mất trí nhớ, khó tập trung và thậm chí là các rối loạn tâm lý như trầm cảm và lo âu. Vậy nên hãy học cách quản lý stress hiệu quả để bảo vệ sức khỏe cho bản thân bạn nhé. Có nhiều phương pháp để giảm căng thẳng, từ việc thực hành chánh niệm, tham gia các lớp học quản lý stress, đến việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia tâm lý. Dành thời gian thư giãn, nghỉ ngơi, tập luyện thể thao, yoga, thiền định. Những cái hoạt động này không chỉ giúp giảm căng thẳng mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn. Hãy tạo cho mình một thói quen lành mạnh để duy trì tinh thần thoải mái. Hãy nhớ, một tinh thần thoải mái, lạc quan là liệu thuốc quý giá nhất cho sức khỏe não bộ của bạn. Hãy dành thời gian cho những cái hoạt động mà bạn yêu thích, kết nối với bạn bè và gia đình và luôn giữ cho mình một tinh thần tích cực. Sức khỏe não bộ của bạn sẽ được bảo vệ và cải thiện đáng kể khi bạn biết cách quản lý căng thẳng một cách hiệu quả. Thói quen xấu thứ 5, sử dụng điện thoại quá nhiều. Trong thời đại công nghệ số, điện thoại di động đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta sử dụng điện thoại để làm việc, giải trí, kết nối với bạn bè và gia đình, và thậm chí để theo dõi sức khỏe của mình. Điện thoại di động đã trở thành vật bất ly thân của nhiều người trong chúng ta. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại quá nhiều có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng mà chúng ta thường không để ý đến. Tuy nhiên, việc lạm dụng điện thoại, sử dụng quá nhiều cũng là một trong những thói quen gây hại cho não bộ. Khi chúng ta dành quá nhiều thời gian nhìn vào màn hình điện thoại, chúng ta có thể cảm thấy căng thẳng, lo lắng và thậm chí là trầm cảm. Điều này đặc biệt đúng đối với những người trẻ tuổi, những người thường xuyên sử dụng điện thoại để truy cập mạng xã hội và các ứng dụng giải trí. Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại có thể ức chế sản sinh melatonin, một loại hormone giúp điều hòa giấc ngủ. Melatonin là một hormone quan trọng giúp chúng ta cảm thấy buồn ngủ vào ban đêm và tỉnh táo vào ban ngày. Khi ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại ức chế sản sinh melatonin, chúng ta có thể gặp khó khăn trong việc đi vào giấc ngủ và duy trì giấc ngủ sâu. Sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ khiến bạn khó đi vào giấc ngủ, ngủ không sâu giấc, lâu dần dần đến tình trạng mất ngủ, rối loạn giấc ngủ. Điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của bạn, bao gồm cả sức khỏe tinh thần và thể chất. Mất ngủ có thể dẫn đến mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và thậm chí là các vấn đề về tim mạch. Hãy sử dụng điện thoại một cách khoa học và có kiểm soát bạn nhé. Để giảm thiểu tác động tiêu cực của việc sử dụng điện thoại, bạn có thể đặt giới hạn thời gian sử dụng điện thoại hàng ngày và cố gắng không sử dụng điện thoại ít nhất 1 giờ trước khi đi ngủ. Hạn chế sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ và thay vào đó, hãy thử đọc sách, nghe nhạc nhẹ hoặc thực hiện các hoạt động thư giãn khác để giúp cơ thể và tâm trí bạn chuẩn bị cho giấc ngủ. Dành thời gian cho các hoạt động ngoài trời như đi dạo, chạy bộ hoặc tham gia các hoạt động thể thao. Những hoạt động này không chỉ giúp bạn giảm căng thẳng mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn.
gặp gỡ bạn bè, người thân để ép đâm vào bản thân và giải phóng não bộ khỏi sự bủa vây của công nghệ. Tương tác trực tiếp với người khác có thể giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn và giảm bớt cảm giác cô đơn. Hãy nhớ rằng mặc dù điện thoại di động là một công cụ hữu ích, nhưng việc sử dụng nó một cách có kiểm soát và hợp lý là rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe của bạn. Thói quen xấu thứ 6, uống rượu bia quá mức. Uống rượu bia điều độ có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, lạm dụng rượu bia, uống quá nhiều lại là thói quen chết người, gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe não bộ. Rượu bia, khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành acetaldehyde, một chất độc hại cho não bộ. Acetaldehyde gây tổn thương các tế bào thần kinh, làm suy giảm chức năng nhận thức, giảm khả năng ghi nhớ, tư duy, thậm chí là mất trí nhớ. Vì vậy, hãy là người sử dụng rượu bia thông minh, uống có chung mực, biết điểm dừng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân bạn nhé. Thói quen xấu thứ 7, không giao tiếp xã hội. Con người là động vật xã hội, chúng ta cần giao tiếp, kết nối với những người xung quanh. Tuy nhiên, cuộc sống hiện đại với guồng quay bận rộn khiến nhiều người trở nên khép kín, ít giao tiếp xã hội. Khi bạn ít giao tiếp, tiếp xúc với mọi người, não bộ của bạn cũng giống như bị khóa chặt trong vòng kim cô, không được tập thể dục, phát triển. Giao tiếp xã hội giúp kích thích não bộ hoạt động, tăng cường khả năng ngôn ngữ, tư duy, sáng tạo. Vậy nên, hãy chủ động giao tiếp, kết nối với mọi người xung quanh bạn nhé. Tham gia các hoạt động xã hội, trò chuyện với bạn bè, người thân, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống cơ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Thành hy vọng rằng 7 thói quen xấu và những tác hại của chúng đối với sức khỏe não bộ mà chúng ta vừa tìm hiểu sẽ giúp các bạn có cái nhìn toàn diện hơn về tầm quan trọng của việc chăm sóc vị chỉ huy tài ba này. Hãy like, share video này để lan tỏa thông điệp ý nghĩa đen với bạn bè và người thân của bạn nhé. Đừng quên subscribe kênh để không bỏ lỡ những video hữu ích khác từ chúng tôi.